don't stop. Giờ nổi tiếng cũng trên mạng đó, chả kêu ngồi chụp không có sửa, mà sao này chả sửa một hai ảnh thôi, cái bộ cho bài phải gỡ cái trang web chả bỏ xuống rồi. Anh biết là tại vì anh... nó khi sửa một cái là nó biết liền đó, nó có à, xử lý là nó biết hết nè, anh thấy anh qua mặt được hết, anh đâu qua mặt được. Ô, chơi cái Sony là thêm một cái mao nữa, mà cái mao gánh vào chụp tiền tại trước khi tôi chơi cái này em biết không, đó làm rồi là như cái chơi còn có năm hơn năm nay thôi, nhưng mà tài nó lớn quá. Em đi từ chim đâu như mấy anh ảnh và ảnh làm hai đẹp cái là 50% vai rồi. À, giờ nó rung rồi. Cái cô chiều thế nào rồi? Anh có gặp không? Lấy trần già không? Lấy mẹ ăn cơm. Hơn nữa được ai bác luôn á. Được ai bác luôn á. Sao đây? Đâu có là. Qua ông kia mới xuống một tuần, tuần chúng ta đi bên Hà, tổ ủng hộ nó 150 kg ra, em chăm thu đồng lớn ra, nó phải cho cháu đồng góp 50 kg. Tuần nào? Tuần cuối tuần. Tất cả những cái có thể bắt trên chơi trên được, nhưng riêng mặt lô là một phong cảnh. Có chơi thương cũng không cần chụp chân. Ngồi góc này mà chụp được ra chân dung thì hơi khó. Thứ nhất là nó áp sát kinh khủng. Hai nó làm sáng. Mình đản như vậy thôi mà không phải ai cũng biết. Bây giờ bác thử nghiệm đấy. Thế tay vô phải không? Bác giữ tay, bác lấy led ở mắt em. Có số Samsung thì mình. Bác giữ tay in. Rồi, xong rồi bắt đầu bác. Để chữ khóa AF. Nó khóa rồi thì bác giữ nguyên là bác khóa nét rồi nhé. Bây giờ bác vuốt lên là tăng sáng mà vuốt xuống là giảm sáng. Các bác có iPhone mà các bác biết xài không? Ai biết đâu, gì mà biết. Không mở biết. Bây giờ các bác chụp là như mấy rồ luôn. Đây bây giờ rõ ràng là bác chụp em được sáng mà bác chụp được cái mặt em sáng. Đấy, đúng không? Ngon, biết. Không biết rồi mà, làm cho biết liền.